ơi, con có nhìn thấy trên màn hình chưa? Yes. Rồi, con nhìn thấy bài bài nghe đầu tiên của mình nha. I give you 4 some minutes to observe and read the sentences. Trong mấy phút thì con quan sát, đọc các câu gợi ý nha. Để một lát mình nghe các thông tin để mình điền vào. Rồi cho thầy biết là bây giờ nhìn lên câu số 1 thì dễ quá rồi đúng không? His name là gì con? His name là gì? Rồi một lát mình nghe thêm tên của cậu ấy đầy đủ, còn thiếu chữ gì điền thêm vô nha. How about number two? Number two, his sister's favorite hobby. His sister's favorite hobby. Cái này nghĩa là gì con? Hobby nghĩa là gì? His sister's favorite hobby. Who knows? Who can explain? Who can explain for your friends to understand? Ai có thể giải thích thêm này? His sister's favorite hobby. Hobby có nghĩa là sở thích nha con. À, một lát mình nghe coi sở thích. À, sở thích của chị hay là em gái của bạn ấy là gì? Một lát mình nghe sở thích của chị của cậu ấy nha. Chị của bạn ấy có sở thích là gì? Mình điền ra. Number three, the book he needs is about. The book he needs is about. Câu này nghĩa là gì? Ai giải thích được không? Who can tell me? Chấm án trước. Quyển tập anh ấy cần đang ở trên. Hả? Ủa bạn nào vừa nói gì thế? Câu đó nghĩa là gì Vinh? Rồi Vinh nói đi. Number three. Câu số 3. The book he needs is about. Nghĩa là gì con? Con trả lời được không thầy? Rồi con nói luôn. Quyển sách anh ấy đang cần ở trên. À, đâu phải ở trên. Con nói gần đúng rồi nhưng mà con nói chưa rõ. Quyển sách cậu ấy cần nói về vấn đề gì, nói về nội dung gì, nói về chủ đề gì, nghe không? Ở đây là about chứ là bàn về, nói về, liên quan đến Con vấn lộn cái đề gì. ở trên gì á. Đúng rồi, con nhầm với chữ above thì phải, đúng không? Above thì mới là ở trên nha. Dạ. Rồi, number four. Number of pages to write. Number of pages to write nghĩa là gì? Ai đoán được, hiểu được, nói luôn. Mở mic của mình nói luôn. Còn có giơ tay không thì thầy gọi. Rồi. Ok. Ok. Rồi Thái Hà giơ tay, họ trả lời luôn con.
Thái Hà giơ tay trả lời luôn. Dạ thưa thầy là sốt trang. Ừ đúng rồi, sốt trang. Đúng rồi. Lát nữa mình nghe nói đến bao nhiêu trang sách cần phải viết, bao nhiêu trang giấy cần phải viết, thì mình điền con số đó ra. Number 5, he plays the. Câu này quá dễ đúng không con? Rồi ai nói giùm đây? He plays the. Một lát mình nghe. Đi xuống dưới. He plays the. Một lát mình nghe. À, cái môn thể thao gì hay là môn gì đó thì mình sẽ điền vào. Rồi, are you ready for listening? Are you ready for listening? Yes. Okay. Trong lúc nghe thì con cứ bình tĩnh nghe. Thầy có thể cho mình nghe đến 2 lần, thậm chí 3 lần. Do đó trong lúc nghe mình cứ giữ, đừng có mở micro mà trao đổi, cứ lắng nghe và ghi chú trước đi. Lát nữa mình nghe lần sau nữa thì mình bổ sung. Và cuối cùng là cùng kiểm tra xem mình đúng được bao nhiêu câu nha. Rồi, listen. Part 2. Listen and look. There is one example. Hello, can I help you? Yes, I need to take a book out of the library for my homework. Okay, which class are you in? 5. Okay, write 5 here, please. Can you see the answer? Now you listen and write. 1. What's your name? Tony Cloud. Is that C-L-O-U-D? That's right. 2. I know that name, Cloud. Have you got a sister? Yes, she's older than me. What's her favourite hobby? She loves tennis. 3. Okay. Now, which book do you need? I need this one about pirates. It's very nice. Okay. Please write that here. 4. I have to write about the book that I'm reading. How many pages must you write? 3 pages. Pardon? 3? Yes. 5. Do you want to take this CD too? Yes, please. I like this music. Good. Do you play the guitar? No, I play the piano. Brilliant. Well done. Thank you. Now listen to part 2 again. 1. What's your name? Tony Cloud. Is that C-L-O-U-D? That's right. 2. I know that name, Cloud. Have you got a sister? Yes, she's older than me. What's her favourite hobby? She loves tennis.
3. Okay. Now, which book do you need? I need this one about pirates. It's very nice. Okay. Please write that here. Four. I have to write about the book that I'm reading. How many pages must you write? 3 pages. Pardon? 3? Yes. Five. Do you want to take this CD too? Yes, please. I like this music. Good. Do you play the guitar? No, I play the piano. Brilliant. Well done. Thank you. That is the end of part 2. Rồi, con vừa hoàn thành bài nghe đầu tiên. Con đã có thể điền hết vào chỗ trống chưa nào? Hay còn sót câu nào nữa không? Xong rồi. Oh, very good. Dạ, đã xong hết rồi. Excellent. Rồi, bây giờ cùng kiểm tra lại nha. Cho thầy biết number one, what's his name? Tên đầy đủ của cậu ấy là gì đây? Who can spell? Tony Cloud. Who can spell? Thầy là Tony Cloud. Very good. Who can spell? T-L-O-U. Can you spell? C-L-O-U-U. Very good. C-L-O-U-B. Excellent. Good, very good. Chị của cậu ấy She loved him. Yêu thích môn gì cơ? She loved him. Tennis. Tennis, very good. Tennis. Đúng rồi. Tennis. Tennis là môn gì vậy? Tennis là môn gì ạ? Dạ môn thưa thầy là quần vợt. Cầu lông. Very good. Thưa thầy là quần vợt. Quần vợt. Very good. Tennis. Con hiểu là môn quần vợt. Good. How about number 3? Nít. Quyển sách cậu ấy cần xem nói về chủ đề gì vậy? Pirate. Cướp biển. À, cướp biển là chữ gì con nghe đó? Pirates, very good. Can you spell? Pirate. Can you spell it? Đánh vần thầy viết được không? P-I-R-A-T-E-S. Very good. Pirates. Yeah. Good. Yeah. Excellent. How about number 4? Cậu ấy cần biết bao nhiêu trang? Cậu ấy đọc và sẽ viết 3. Very good. 3 pages. Rồi, con chỉ cần ghi số 3 được rồi nha. Chỉ cần ghi số 3. Ai viết chữ cũng được, nhưng mà phải viết cho đúng.
Nếu mà viết không đúng là mất điểm nha. Viết con số là được rồi. Thầy ơi, sao con không có thấy cái này? Chia sẻ quá vậy thầy. Ủa, có thấy không con? Con có thấy màn hình không? Dạ không. Dạ không thầy. Ủa, con không thấy luôn rồi. Rồi, để thầy mở lại kỳ vậy. Rồi. Rồi. Cô thầy ơi, tự nhiên con thấy mình hình như thầy. Chú lại nha. Thấy chưa? Dạ. Dạ chưa. Dạ chưa. Đó, chưa thấy nữa à? Thầy thấy rồi thầy. Dạ thấy rồi thầy. How about number 5? Câu số 5. Tennis, tên alo. Piano, tennis. He plays the piano. Piano, very good. Piano. Piano. Đúng rồi, piano. Rồi, very good. Mình vừa hoàn thành xong bài nghe đầu tiên. Bỏ đi rồi ha, tại sao? Dễ không con? Bài nghe đầu tiên tương đối dễ đúng không? Easy. It's so easy. It's so easy. Nhớ đây là một dạng nha, đây là một dạng bài kiểm tra kỹ năng nghe ở cuối học kỳ 2 của mình. Thế thì mình chú ý nha, đây là một trong những dạng bài trong cái mà bài kiểm tra kỹ năng nghe của mình sắp tới đó. Rồi, con sẽ đi tiếp qua bài tiếp theo. Are you ready? Ok, I give the world ten. Rồi con tắt bớt micro nha con. Tắt bớt micro đi. I give you some minutes to observe the picture so that you can choose the right answer. Rồi, rồi thầy vừa nghe tiếng ồn quá, con tắt bớt micro giùm thầy đi để không ảnh hưởng các bạn khác. Tắt bớt micro. Turn off your microphone, please. Khi nào con trả lời thì con mở lên. Trả lời xong thì mình tắt bớt giùm. Nhất là lúc thầy mở cho nghe thì con tắt bớt micro để cho không ảnh hưởng các bạn khác nha. Sao mà thầy vẫn thấy có bạn còn đang mở micro con? Kim nè, vẫn còn mở micro nè. Ok, now listen.
Part 3. Listen and look. There is one example. Jack is telling his mother about his friends from school and their different hobbies. Which is each person's favorite hobby? Hi, Jack. Hi, Mum. I went to visit my friend Ben today. He told me about his family's new swimming pool. He loves swimming in it. It's his favourite hobby. It's nice to have a swimming pool. We can't have one because our garden is very small. Can you see the letter D? Now you listen and write a letter in each box. What did you do on Saturday? Did you go out with your friend Tom from school? Yes, I wanted to watch TV at home, but Tom came to see me and we went to the cinema near our house. We watched a funny film with some friends from school. Tom loves going to the cinema. He goes to the cinema every Saturday. That's nice. How is Sally, your friend from school? She is very happy. Her parents bought her a new skateboard for Christmas. We play tennis together at school. I like tennis a lot, but she loves skateboarding. It's a nice sport, but she has to be careful not to fall and hurt herself. My friend Bill lives in a village near a lake. He enjoys going for a walk in the forest near the lake. Every weekend they go to the lake with his father and they catch a lot of fish. That's his favourite hobby. That's nice. They don't need to buy any fish. That's a good hobby. Yes, but I think it's boring. Did you go out with your friend Anne yesterday? Yes, we went to watch a film and we also had ice cream. What's her favourite hobby? Going to the cinema? No, she loves playing the guitar. She goes to classes every Monday and Tuesday. Did you talk to your friend Charlie in the morning? What did he want? He asked me to go and play football with him tomorrow afternoon at the playground. Is he a good player? Do you often play football with Charlie? Yes, he's a good player. He likes swimming a lot, but his favourite hobby is football. Every Friday we go to the playground with him to play football. Now listen to part 3 again. What did you do on Saturday? Did you go out with your friend Tom from school? Yes, I wanted to watch TV at home. But Tom came to see me and we went to the cinema near our house. We watched a funny film with some friends from school. Tom loves going to the cinema. He goes to the cinema every Saturday. That's nice. How is Sally, your friend from school? She is very happy. Her parents bought her a new skateboard for Christmas. We play tennis together at school. I like tennis a lot, but she loves skateboarding. It's a nice sport, but she has to be careful not to fall and hurt herself. My friend Bill lives in a village near a lake. He enjoys going for a walk in the forest near the lake. Every weekend they go to the lake with his father and they catch a lot of fish. That's his favourite hobby. That's nice. They don't need to buy any fish. That's a good hobby. Yes, but I think it's boring. Did you go out with your friend Anne yesterday? Yes, we went to watch a film and we also had ice cream. What's her favourite hobby? Going to the cinema? No, she loves playing the guitar. She goes to classes every Monday and Tuesday. Did you talk to your friend Charlie in the morning? What did he want?
He asked me to go and play football with him tomorrow afternoon at the playground. Is he a good player? Do you often play football with Charlie? Yes, he's a good player. He likes swimming a lot, but his favourite hobby is football. Every Friday we go to the playground with him to play football. That is the end of part three. Rồi, con đã nghe và hoàn thành được hết các câu ở bài tập tiếp theo chưa? Bạn nào đã xong rồi? Có yes. Very good. Dạ, nào. Ok, thầy. Who else? Còn bạn nào nữa không? How about you? Vinh? How about you? Bảo Kim? How about you? Trâm Anh? How about you? Thái Hạ? Rồi thầy cho mình... Dạ là con cần một hai câu. Rồi, thầy cho nghe lần cuối cùng nha, trước khi mình kiểm tra lại phần đáp án của mình. Ok, listen again. Listen for one more time. Nghe lại lần nữa. Part 3. Listen and look. There is one example. Jack is telling his mother about his friends from school and their different hobbies. Which is each person's favorite hobby? Hi, Jack. Hi, Mum. I went to visit my friend Ben today. He told me about his family's new swimming pool. He loves swimming in it. It's his favourite hobby. It's nice to have a swimming pool. We can't have one because our garden is very small. Can you see the letter D? Now you listen and write a letter in each box. What did you do on Saturday? Did you go out with your friend Tom from school? Yes, I wanted to watch TV at home, but Tom came to see me and we went to the cinema near our house. We watched a funny film with some friends from school. Tom loves going to the cinema. He goes to the cinema every Saturday. That's nice. How is Sally, your friend from school? She is very happy. Her parents bought her a new skateboard for Christmas. We play tennis together at school. I like tennis a lot, but she loves skateboarding. It's a nice sport, but she has to be careful not to fall and hurt herself. My friend Bill lives in a village near a lake. He enjoys going for a walk in the forest near the lake. Every weekend they go to the lake with his father and they catch a lot of fish. That's his favourite hobby. That's nice. They don't need to buy any fish. That's a good hobby. Yes, but I think it's boring. Did you go out with your friend Anne yesterday? Yes, we went to watch a film and we also had ice cream. What's her favourite hobby? Going to the cinema? No, she loves playing the guitar. She goes to classes every Monday and Tuesday. Did you talk to your friend Charlie in the morning? What did he want?
He asked me to go and play football with him tomorrow afternoon at the playground. Is he a good player? Do you often play football with Charlie? Yes, he's a good player. He likes swimming a lot, but his favourite hobby is football. Every Friday we go to the playground with him to play football. Now listen to part three again. What did you do on Saturday? Did you go out with your friend Tom from school? Yes, I wanted to watch TV at home, but Tom came to see me and we went to the cinema near our house. We watched a funny film with some friends from school. Tom loves going to the cinema. He goes to the cinema every Saturday. That's nice. How is Sally, your friend from school? She is very happy. Her parents bought her a new skateboard for Christmas. We play tennis together at school. I like tennis a lot, but she loves skateboarding. It's a nice sport, but she has to be careful not to fall and hurt herself. My friend Bill lives in a village near a lake. He enjoys going for a walk in the forest near the lake. Every weekend they go to the lake with his father and they catch a lot of fish. That's his favourite hobby. That's nice. They don't need to buy any fish. That's a good hobby. Yes, but I think it's boring. Did you go out with your friend Anne yesterday? Yes, we went to watch a film and we also had ice cream. What's her favourite hobby? Going to the cinema? No, she loves playing the guitar. She goes to classes every Monday and Tuesday. Did you talk to your friend Charlie in the morning? What did he want? He asked me to go and play football with him tomorrow afternoon at the playground. Is he a good player? Do you often play football with Charlie? Yes, he's a good player. He likes swimming a lot, but his favourite hobby is football. Every Friday we go to the playground with him to play football. That is the end of part three. Ok, bây giờ con đã hoàn thành rồi, đúng không nào? Bây giờ cùng kiểm tra nha. Rồi, number one, who can tell me? The first character. Who is the first character? Nhân vật đầu Tom. Tiên. Tom. Ok, what is Tom doing? What is Tom? What's his favorite hobby? Tom going to cinema. Tom goes to the cinema. Như vậy con xác định đó là hình nào con? Dạ, B. B, very good. B is the correct answer. Rồi, như vậy là câu thứ nhất. Mình chọn đáp án B. Tom went to the cinema with his friend. Rồi, như vậy chọn đáp án B. Rồi, cho thầy biết câu số 2 là nhân vật tiếp theo là ai? Nhân vật tiếp theo là ai đây? Sally. Rồi, What's her favorite hobby? Her favorite is skateboard.
Skateboarding. Như vậy con xác định hình nào vậy? Con xác định hình nào vậy? H. Very good. H. Very good. Very good. How about number three? Nhân vật tiếp theo. Who is the character number three? Nhân vật tiếp theo là ai? Bill. Very good. Bill hả thầy? Bill. What's his favorite hobby? Đúng rồi. His favorite hobby is fishing. Như vậy là hình nào con? Fishing. Hình nào vậy? Đúng rồi, tại sao bạn ấy thích đi câu vậy? Tại sao bạn ấy lại thích đi câu vậy? Dạ, tại vì nhà bạn đó gần cái hồ. Đúng rồi, nhà bạn ấy. Dạ, nhà bạn đó gần cái hồ. Giống gần cái hồ nước, đúng rồi. Do đó bạn ấy sẽ đi câu cùng với ba của mình ha. Very good. Rồi, who is the fourth character? Nhân vật tiếp theo tên gì đây? Anne. What's her favorite hobby? Bạn này thích chơi gì đây? Piano, guitar gì vậy thầy? Guitar. Very good, guitar. Như vậy con chọn hình nào? C. Excellent. The last person. What's the name of the last character? Charlie. What does she like doing? She like football. He likes football. Football. Okay. Is he a good player? Is he a good player? Yes or no? Yes, he is. Right. Như vậy con chọn hình nào vậy? F. Very good. Right. F chứ gì? Rồi, như vậy thầy thấy con đã hoàn thành bài tập nghe tiếp theo rất là tốt nha. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua mình làm thêm một số các bài tập rèn kỹ năng đọc viết nha con. Rồi. Những cái bài nghe này bạn nào vô sau hoặc là mình cần nghe lại đó con có thể xem lại video thầy có gửi lên nha. Có thể về
lúc nào có thời gian thì mở lên xem lại lần nữa. Rồi bây giờ mình đi qua bài tập tiếp theo. Thầy ơi, con thoát vô lại tại được không thầy? Sao con? Bị sao con? Dạ, kiểu như là mẹ con có thấy màn hình á. Con bị cái gì á, cho nên con thoát vô lại được cái. Mấy bạn khác có nhìn thấy không? Mấy bạn khác có nhìn thấy không? Dạ có. Rồi, con thoát ra được con vào. Con có thấy. Dạ. Chắc là bị bên máy của bạn đó đó nha. Rồi, có một bài tập tiếp theo. Bài tập này khá là, cũng rất là dễ nè. Con có thể điền, có thể ghi vào trong vở luôn coi. Chỉ có mấy câu thôi. Con có thể viết cả câu vào trong vở nha. Con có thể viết, ví dụ number one, con chọn từ nào thì con viết vào luôn. Và con gạch dưới. Trong vở con viết cả câu luôn cho thầy. Con có nhìn thấy đề bài tập chưa? Con có nhìn thấy đề bài tập chưa? Nhìn thấy không con? Yes. Ok rồi. Thầy cho mình yes, dạ thấy. Rồi cho mình 5 phút. Con vừa ghi vào vở vừa làm luôn nghe. Lát nữa trả lời thầy xem thế nào. Dạ thầy ơi. 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 Flash là gì vậy? Flash hả con? Rồi. Flash. Thầy thấy chữ đó rồi. Con ghi chú thêm nha. Flat. Thầy ghi chú thêm nè. Flat. Thầy ghi chú bên dưới nha. Flat. Who know? Flat. What does it mean? Ai biết trả lời luôn rồi. No. Flat. What does it mean? Ai biết không? Flat đồng nghĩa với. Flat đồng nghĩa với. Sao thầy là lát cờ? Flat đồng nghĩa với. Chữ gì con? No, con đừng có nhầm với chữ lá cờ nha. Đừng nhầm với chữ lá cờ nha. Đồng nghĩa với apartment. Căn hộ thầy. Đúng hả? Rồi, very good. Đúng rồi, very good. Đừng có nhầm với chữ lá cờ nè. A flat hay là an apartment. Hay là an apartment. Xong rồi thầy.
No, what else? Có từ nào nữa không? Có thêm từ nào nữa không con? What else? Rồi, ai cho thầy đáp án number one? No. Number one con chọn chữ gì? Điền vào chỗ trống. Ví dụ như chữ đầu là A, tiếp theo B, tiếp theo C. Con chữ con chọn đáp án C. Đáp án C. Đáp án C là đáp án đúng. Leave. Con đọc là leave nha. Leave là gì con? Leave là gì vậy? Dạ sống, sinh sống, sinh sống. Very good. Thưa thầy là sinh sống. Very good. Live. À, và để chắc ăn á, chúng ta bảo mình điền vào chỗ trống. Người ta bảo mình điền vào chỗ trống. Do đó khoanh tròn rồi, nhưng mà con phải điền vào chỗ trống. À, con tắt bớt micro đi con. Tắt bớt micro. Thầy nghe ồn quá. Tắt bớt micro đi. Trâm Anh tắt bớt micro đi. Nhớ là người ta yêu cầu mình điền vào chỗ trống thì con phải điền vào. Con không điền vào cho dù con khoanh đúng cũng không có điểm nha. Nhớ là người ta bảo mình nè. Choose the right words and write them on the lines. Có nghĩa là mình chọn và mình điền nó vào các đường kẻ, tức là các khoảng trống đó, các chỗ trống đó. Do đó mình phải điền vào. Không điền vào thì là không có điểm đó nha. Rồi. Cái đó thầy điền vô nè. Lips. Đó, phải điền nó vào. Cẩn thận nha. Làm cái gì cũng cẩn thận nha. Rồi. Number two. How about number two? A, B, A, C. A, B, hay là C? C. C. Có bạn chọn đáp án C. C. Who else? Thưa thầy, con chọn đáp án B. B. Có bạn chọn đáp án B. Còn đáp án nào nữa không? Nói luôn đi. Con chọn đáp án B thầy ơi. B. Rồi. Con chọn đáp án B. B lần nữa. Còn đáp án nào nữa không? Như vậy. Dạ thôi. Rồi, như vậy chỉ có B và C thôi đúng không? Xin chúc mừng đáp con chọn B. B. Đáp án đúng là đáp án gì? Đáp án đúng là đáp án gì? Dạ con chọn B. Đáp án đúng là đáp án B. Very good. Đáp án B. Đáp án B là đáp án đúng nha. B. Cho thầy biết vì sao. Yeah. Cho thầy biết vì sao đáp án B là đáp án đúng mà không phải đáp án C. Vì sao? Ai biết không? Đang ngồi thầy. Ai trả lời được? Dạ thưa thầy là vì động từ like sẽ đi với verb thêm in. Excellent, excellent. That's the correct explanation. Đó là câu giải thích đúng nha. Sau cái chữ like thì mình phải dùng sau
sau chữ like là mình phải dùng một chữ động từ thêm in. Verb thêm. Một verb thêm in. Như vậy động từ nào hay chữ nào mà không có in là chắc chắn là sai rồi, không có điền nấu được đâu nha. Rồi ok, sitting. Do đó ở đây con điền chữ sitting. Very good. Rồi, good. Some people like sitting in the garden too. Rồi, cho thầy biết number 3. Number 3, con điền chữ gì? Number 3, who can tell me? A, B hay C? C. 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 Còn đáp án nào nữa không? B, B. 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 C. B. C. B. 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 C. C. Lại B với C. Có ai chọn đáp án A không? Có ai chọn đáp án A không? C chọn B. C chọn B. Xin chúc mừng, đáp án đúng sẽ là đáp án không phải đáp án A mà là đáp án gì? B hay C? Rồi, đáp án đúng là B, 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 C, 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 đáp án C, nha, C. Ồ. Sai rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đáp án C là đáp án D. Yeah. Rồi. Some people like sitting in the garden to drink some tea and coffee. Như vậy sau cái chữ to nè con, người ta thường dùng động từ nguyên, nguyên mẫu. Sau cái chữ to này nè, người ta sẽ rất thường dùng động từ nguyên, nguyên mẫu. Mà nguyên mẫu có nghĩa là động từ mình không có thêm gì hết, không có thêm in, không, sợ. Không có thêm s, không có dùng dạng quá khứ được, vân vân. Như vậy đây là động từ nguyên mẫu, à, cái chữ drink tức là động từ nguyên mẫu. Cái từ từ con nhớ cái thuật ngữ trong tiếng Anh đó, mình có động từ nguyên mẫu, à, tức là cái động từ chưa có được chia ở bất cứ thì nào hết, người ta gọi là động từ nguyên mẫu. Rồi. Như vậy con điền nốt cho thầy vào chỗ trống. Tu riêng là gì con? Tu riêng là gì vậy? Tu riêng là làm gì vậy? Tu riêng là làm gì? Uống. Uống. Em thưa thầy là uống. À đúng rồi. Rồi, con sửa vào. Are you ready for the next exercise? Mình ba mình qua bài tiếp theo được chưa? Yes. Okay. Yes. Yes. Rồi bây giờ mình qua. Rồi cái phần này thực ra là phần ôm từ thôi con. Thầy cho con 2 phút con đọc qua một số các
từ nha. Các từ này thực ra nó rất là dễ rồi, đa số là mình phải biết hết nha. Có từ nào con không biết thì con có thể ghi chú thêm vào. Theo thầy thì những từ này mình đã biết rồi, tới lớp 4 là mình phải biết hết nha. Có từ nào không biết thì tự giác ghi thêm vào đi. Con có nhìn thấy chưa? Come in là gì? Con nhìn thấy chữ come in không? Come in là gì con? Come in là gì? Dạ thưa thầy, mời vào. Đúng rồi. Sorry. Mời vào. Sorry là gì đây? Sorry. Thưa thầy là mời, thưa thầy là xin lỗi. Dạ xin lỗi. Children. Dạ thưa thầy là bọn trẻ. Cho thầy biết chữ này là danh từ số nhiều hay số ít đây? Dạ số nhiều. Thưa thầy là số nhiều. Rồi cho thầy biết số. Dạ là số nhiều. Số ít thì mình có chữ gì? Một. Chiêu. Trai. Đúng rồi. Child. Child là một đứa trẻ nha con, một đứa trẻ. Rồi, đọc chữ people là gì đây? People là gì đây? Thưa thầy là học sinh. Như vậy có chữ nào đồng nghĩa không? Có chữ nào đồng nghĩa với people không? Dạ thưa thầy là Student, đúng rồi, excellent. Từ đồng nghĩa với people là student. Bút hai. Student. Ok. Good. Mình có chữ primary school là gì con? Primary school là gì? Primary school là gì? Không có. Có trường. Primary school là gì? Dạ thưa thầy là trường tiểu học. You're very good. Thưa thầy là trường tiểu học. Mình có chữ hometown là gì đây? Hometown. Hometown. Thưa thầy là quê nhà. Rồi. Mình có chữ classmate. Classmate là gì? Quê nhà. Classmate. Bạn cùng lớp. Bạn cùng lớp. Đó là những cái từ thầy lưu ý con. Bạn nào mình chưa biết thì mình phải cập nhật các chữ này thêm vào nha. Tomorrow là gì đây? Tomorrow. Thưa thầy là ngày mai. Đúng rồi, excellent. Cái cột chính giữa là cái chữ phiên âm á con. Người ta gọi là phiên âm quốc tế đó nha. Ví dụ mai mốt này mình dùng từ điển á. Cái từ cách mà, đọc á thầy. Đúng rồi, cách đọc á, mình phải làm quen với những cái ký hiệu phiên âm. Những ký hiệu phiên âm như thế này, người ta gọi là ký hiệu phiên âm quốc tế đó.
mình đọc từ điển thì mình sẽ đọc quen. Sau này mình sẽ quen dần với những cái chữ này hơn nha. Đó, nếu mà mình tra từ điển thì con chịu khó không biết cách đọc như thế này để mình đọc theo nè. Chứ đừng có viết cách đọc theo kiểu tiếng Việt là không đúng đâu nghe. Mình phải ký hiệu phiên âm quốc tế như thế này cho nó quen. Rồi, thôi bây giờ mình đi tiếp bài tiếp theo. Let me see. Bài tiếp theo. Mình đã có máy lạnh. Con có nhìn thấy bài này không? Thôi bài này dễ quá. Thầy cho con 3 phút. Rồi làm luôn đi, điền vào chỗ trống. Có máy lạnh không có tốt không? Vì đang ra mồ hôi lắm. Đúng không? Cái lạnh nó nhập vô lắm. Rồi con điền lại vào trong vở. Very easy. Mother, children, school, rồi dễ quá phải không con? Rồi thôi nha, bài này thì thông qua nha, tại vì dễ dễ. Rồi bây giờ mình đi qua bài khác. Rồi bài này không dễ cũng không khó đâu, con ghi vào vở cho thầy. Nhớ viết cả câu vào nha, điền vào chỗ trống, điền vào chỗ trống. Nhưng mà nhớ viết cả câu vào vở. Rồi một lát mỗi bạn đọc cho thầy một câu nha. Ok. Who can tell me number one? Đọc giùm thầy câu số 1 coi. Who can? Hello. Hello Miss Hing, how are you? Very good, very easy. How are you? Rồi, how about number two? How about number two? Dạ thưa thầy là...
thầy là where is your school? Excellent. Where is your school? Tắt bớt micro đi con. Dạ, con thấy mất tiêu rồi. Tắt bớt micro giúp thầy đi con. Where is your school? How about number three? How about number three? It's in my new Tùng, Tùng Lâm tắt Classmates are named of Good Rose Primary School. Again, please. Again, please. Lynn is a new at Rose Primary School. Linda is a... Con điền chữ gì? Con điền chữ gì? New. Hả? New. No. New. Không đúng. New đâu có dùng chỗ này được. Sao chữ O mà? This is happy to be. Pupil. Linda is a pupil. Linda is pupil as a school. Pupil. People. Đọc cho đúng. People. Pupil là gì ba? Rồi tắt bớt micro nha. Không biết đọc. Ok. Con đọc là people, people hay là student cũng là cùng nghĩa nha, people hay là student. Rồi, number 4. Number 4. Number 4. Goodbye, see you tomorrow. This is my new classmates. This is Akiko. This is my new classmate. Akiko. Rồi, câu số 5 very easy. Đọc nốt câu số 5 luôn. Number 5. Goodbye. Goodbye. See you tomorrow. See you tomorrow. Goodbye. See you tomorrow. Very easy. Cái này quá dễ nha. Ai mà làm sai chứng tỏ là mình chưa có nắm vững từ vựng nha. Chú ý. Rồi. Đúng hết rồi đó. People. People là gì con? Nói nhắc lại từng nghe coi. People là gì? Sinh. People là gì? Sinh. Hả? Thưa thầy là học sinh. Học sinh thôi, học sinh nhỏ nha. Như dạ thưa thầy là học sinh. Dạ thưa thầy là học sinh. Như tụi con bây giờ có thể gọi là people đó nha. People là học sinh nhỏ đó. Còn khi mình lên được cấp 2 trở đi thì mình có thể dùng chữ student nha. Từ cấp 2 trở đi thì con có thể thay bằng chữ student. Rồi bây giờ con qua một bài nữa đây. Rồi. Đây là một số các từ vựng. Rồi. Bây giờ con có thể ghi chú thêm vào trong vở. Từ nào mình biết rồi thì thôi. Còn từ nào mình thấy chưa biết, con ghi thêm vào vở. Nha. Bây giờ đọc qua với thầy một lần nha. Đọc qua với thầy một lần nha. Nationality. Nationality. Britain.
Chinese. Ủa thầy con tưởng đâu Anh Quốc là English, England cũng được hả thầy? Đúng rồi. England. Chữ Britain thì nó mình hiểu là Vương quốc Anh ta. Britain. Con hiểu là Vương quốc Anh. Vậy England là cái gì thầy? Trong cái Vương quốc Anh đó thì có cả nước England, tức là nước Anh. England là nước Anh. Còn Britain có nghĩa là Vương quốc Anh, tức là bao gồm Anh quốc và một số các nước khác. Chẳng hạn như là Scotland, Ireland nha. Tức là bao gồm cả nước Scotland nữa, nó cũng nằm trong Vương quốc Anh. Anh. Rồi con đọc tiếp từ tiếp theo. British. 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 Nhớ kế bên là người ta có gợi ý cái nghĩa của cái từ đó thì con thấy nó có phân biệt nha. Con phải phân biệt. Chữ đầu là tên nước, chữ tiếp theo là chỉ người ở trong nước đó hay là tiếng nói của cái nước đó. Australia. 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 Australian. Australian. Australia. America. America. American. American. Full name. Full moon. Full moon. From. Tên đầy đủ. From. From. Come. From. Come. Từ. Come. Đến. Come. Đến. Được rồi, thầy cho biến. Mình 6 phút. Thầy cho con 3 phút. Con điền thêm vào vở một số các từ. Ok, bye bye. Một số các từ mới mà mình mới gặp trong bài hôm nay, con cứ viết ra để mình học nha. Từ nào biết rồi thì thôi.
cái chữ đầu ví dụ như nước Nhật thì là Japan. Nước Nhật thì là Japan. Nhưng mà người Nhật hay là tiếng Nhật thì là Japanese. Hai cái chữ viết nó khác nhau, mình phải lưu ý nha con. Japan và một cái là Japanese. Hay là China, China, Chinese. Một cái là tên nước, một cái là người nước đó hoặc là tiếng nói của nước đó. China, Chinese, China, Chinese. Hay là Việt Nam, Vietnamese, Việt Nam, Vietnamese. Tiếng Việt cũng là Vietnamese, Vietnamese hả thầy? Bạn nào đó con đừng có mở micro ca hát nha. À, đúng rồi, người Việt cũng là Vietnamese. Tiếng Việt cũng là Vietnamese nha. Ở đây là người ta viết thiếu đó, đúng là người Việt, tiếng Việt cũng là Vietnamese. Mấy cái nước khác cũng vậy đúng không thầy? Mấy nước khác cũng vậy luôn, còn đúng luôn nha. Japan, Japan. Chú ý cách đọc từ Japan là nước Nhật, nhưng mà tiếng Nhật, người Nhật là Japanese. 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 Rồi, có bạn nào viết xong chưa con? Rồi trong tuần tới thì thầy có một bài tập nhỏ để con có thể áp dụng cái kiến thức dùng danh từ, tên nước hay là tính từ của nó trong các câu bài tập sau nha. Thì trong lần tới đi, rồi thầy cho con sẽ làm một bài tập nhỏ trước khi mình làm thêm các bài tập rèn kỹ năng nghe
nghe không? Rồi bạn nào đã viết xong rồi con có thể mở micro. Tạm biệt thầy nha. Rồi. Goodbye teacher. See you again. Goodbye teacher. Goodbye guys. See you next week. Have a nice weekend. Goodbye teacher. Goodbye teacher. Okay, goodbye Thái Hà.